khéo. SP12. Máy loa khéo này bạn điều khiển bằng tiếng Anh, cắm nguồn ngoài các bác nhé, nguồn ngoài 12V đến 15V này. Trong này thì sẽ có một cổng ra loa này, cổng sáo AQ, có sẵn cổng sáo AQ luôn các bác nhé, và có sẵn cái cổng chờ để cắm bao mic không dây này, có sẵn cái cổng 4 chân để cắm vào bao mic không dây, rất là tiện. Máy loa kéo này các bác có thể kéo loa bát 30. Tuy nhiên là để làm loa kéo thì các bác nên dùng loa bát 30 4 ohm hoặc 6 ohm, tức là cái loa nó tương đối nhạy thì là tiếng nó mới to được. Bác dùng loa kéo mà dùng cái loa thông số lớn thì tiếng nó sẽ không được to. Loa thông số lớn thì các bác kể dùng phù hợp với âm ly với cục đẩy thôi. Đây là đang test với loa bát 30 Vol 51 từ 16, thông số hơi lớn, do đó mà chưa phát huy được cái sức mạnh của cái mạch này. Cái mạch này giá cả nguồn là 900.000, chưa bao gồm bao mic các bác nhá. Các bác mua bao mic một mic ý, một bo và một mic thì là 250.000, một bo hai mic là 360.000. Đây là máy loa kéo SP12 giá 900.000. Xin cảm ơn các bác.